Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình và các bạn cùng nhau đi qua nhà khủng long nhờ khủng long xây dựng một thành phố xe nha. Xe ben khổng lồ hãy mau xuất hiện. Bùm chiu. Đi qua nhà khủng long thôi nào các bạn ơi. Đi nhanh lên nào, chúng ta sẽ qua nhờ khủng long xây dựng thành phố xe nha. Khủng long ơi, bạn có nhà không? Oh, hello, xin chào khủng long. Hello, xin chào siêu nhân nhện. Hôm nay siêu nhân nhện qua nhà mình có gì không? À, hôm nay mình qua đây nhờ bạn giúp mình xây dựng một thành phố xe. Được rồi, bây giờ mình sẽ điều động những bạn xe công trình đi xây dựng thành phố xe giúp bạn nha. Wow. Bây giờ bạn xe ben và bạn xe cẩu múc cát sẽ đi làm việc trước nha. Let's go. Bip 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 bip. Đi làm việc thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ xây dựng thành phố xe nha. Bip 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 bip. Tới nơi rồi các bạn ơi. Ở đây có một cái đống cát rất là cao luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc nha. Múc cát lên xe ben. Wow, hai bạn này làm việc rất là hay luôn. Wow. Múc cát rất là nhiều luôn nè. Rồi, làm việc nhanh lên nào. Chúng ta sẽ xây lắp thành phố ở đây nha. Ok. Đi đổ cát thôi nào các bạn ơi. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Múc cát lên xe ben nào các bạn ơi. Wow, nhanh lên, làm việc rất là hay luôn các bạn ơi. Múc cát sắp đầy rồi kìa. Các bạn ơi. Bạn xe cẩu múc cát của chúng ta múc trúng cái xe gì nè các bạn. Đây là một chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Mình để đây đi, tí nữa mình sẽ cho bạn này vô thành phố xe luôn. Múc tiếp nha. Làm việc rất là hay luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây còn chiếc xe gì nữa nè các bạn. Đây là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Chiếc xe cần cẩu này á, màu xanh lá cây nha. Tí nữa mình sẽ cho các bạn này gia nhập vô thành phố xe luôn. Bạn xe ben hãy đi đổ cát đi nha. Bip 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 bip. Tiếp theo là hai bạn này, bạn xe rác và bạn xe cẩu múc cát này sẽ đi làm việc tiếp nha. Bip 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 bip. Bạn xe cẩu đã té mất tiêu rồi các bạn ơi. Bạn xe cẩu múc cát của chúng ta có cái độ xúc rất là hay luôn các bạn ơi. Sang bằng ở đây rồi chúng ta sẽ xây dựng thành phố ở đây luôn nha các bạn. Wow, rất là lén luôn các bạn ơi. Bạn xe cậu làm việc rất là hay luôn. Các bạn xe công trình làm việc rất là tốt. Được rồi, bây giờ mình và siêu nhân nhện cùng nhau đi qua xây dựng thành phố xe nha. Let's go. Bip 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 bip. Đi qua xây dựng thành phố xe nha các bạn. Bip. Rồi, đã tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy những chiếc xe của mình ra nha. Bùm chiu. Đây là một chiếc xe lửa Thomas nè. Chúng ta sẽ mở ra coi coi nha các bạn. Wow. Đây là bạn xe lửa Thomas của chúng ta nè các bạn. Wow, xe lửa Thomas rất là đẹp luôn. Còn đây là những cái toa tàu nè các bạn. Các bạn ơi, mình đã xây dựng xong xe lửa Thomas rồi nè các bạn. Những cái đường ray mình đã lắp ráp xong hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho bạn xe lửa Thomas này chạy thử nha. Khởi động lên. Wow, xe lửa Thomas đã chạy rồi các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nè. Bạn nó chở than đá nè các bạn. Xe lửa Thomas chạy rất là hay đúng không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi. Tắt bạn xe lửa Thomas này đi nha. Kho đồ chơi của mình còn rất là nhiều xe. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm ra nha. Bùng chiêu. Đây là hai chiếc xe container của mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn cùng xem luôn nha. Đây là chiếc xe container màu vàng nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi tiếp theo đây là chiếc xe container màu trắng. Wow, rất là đẹp luôn nè. Đỏ rồi. Xe container màu vàng này rất là đẹp luôn các bạn. Wow, dài quá các bạn ơi. Nhìn cái đầu cong nè các bạn. Chúng ta có thể lấy ra được luôn nè. Cái đầu cong rất là đẹp luôn ha. Phía trước nè các bạn. Phía trước nhìn ngầu quá các bạn. Hình như ở đây á là có cái dây á các bạn, dây để kéo đi á các bạn. Rồi còn phía trên này á chúng ta có ba cái đèn luôn nè. Đây là màu xanh nha, màu đỏ nè và màu vàng. Rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ cho bạn xe container này qua một bên luôn ha. Để bạn này ở đây đi. Rồi, thùng công cho qua đây. Rồi tiếp theo các bạn ơi, đây đây là bạn xe container màu trắng của chúng ta nè. Cũng có thể tháo được cái thùng công ra luôn á các bạn. Rồi, mình sẽ xem cái đầu công nha. Đầu công phía trước đó các bạn là cái kính màu đen nha. Còn cái đầu công của bạn này á, màu màu trắng nha các bạn.
bánh xe cũng màu trắng luôn. Đó, có động cơ luôn các bạn ơi. Rồi chạy thử nha. Wow, xe này chạy hay quá các bạn. Có cái ống bô đây nè các bạn. Đó, ống bô để xả khí thải nha. Rồi, chúng ta sẽ để hai bạn này đây xây dựng thành phố luôn nha các bạn. Wow, nãy giờ rất là nhiều món đồ chơi đúng không các bạn. Xe lửa Thomas nè, xe container nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục biến ra những món đồ chơi tiếp nha các bạn. Bùm chiu. Đó, đây là những chiếc xe công trình của mình nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe luôn. Đầu tiên, đây là chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe chở rác. Rồi, cho qua một bên luôn. À, chúng ta sẽ sắp xếp vô xây dựng thành phố xe nha. Rồi, còn đây, đây là một chiếc xe chở hàng nè. À, rất là đẹp luôn ha. Còn đây, đây là một chiếc xe xúc rác nè các bạn. À, rồi, còn đây là chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe chở hàng luôn. Rồi, bỏ qua một bên nha. Ở đây có rất là nhiều chiếc xe luôn nè các bạn. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ mở những chiếc xe này ra coi nha. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi, đổ ra hết nha. Wow, nhiều xe quá các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra luôn nè các bạn. Rất là nhiều xe luôn nè. Wow, đổ ra to coi. Trong này có rất là nhiều xe và máy bay luôn nè các bạn. Nhiều quá các bạn ơi. Nhiều đây chắc đủ xây dựng thành phố xe cho bạn siêu nhân nhện rồi các bạn. Đây là chiếc xe gì đây các bạn? À, đây là một chiếc xe mô tô. Wow, xe mô tô màu xanh. Rồi, chúng ta sẽ cho qua đây. Tí nữa mình sẽ sắp xếp nha. Còn đây, đây là chiếc gì đây? À, đây là một chiếc du thuyền các bạn ơi. Wow, trên cái du thuyền này có hồ bơi nè các bạn. Có hồ bơi trên này nè. Wow, đẹp quá ha. Rồi, mình sẽ để qua một bên luôn. Rồi, còn đây là chiếc gì đây các bạn? À, đây là một chiếc xe ben các bạn ơi. Xe ben màu vàng nha. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, mình cho qua một bên luôn. Đây, đây là chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Chiếc xe cảnh sát này màu xanh nước biển nha các bạn. Có hai cái đèn cảnh sát nè, nhìn đẹp quá ha. Rồi, cho qua một bên luôn nha. Rồi, còn đây, đây là một chiếc xe bồn các bạn ơi. Xe bồn chở xăng nè. Wow, xe bồn chở xăng đẹp quá các bạn. Mình sẽ để đây luôn nha. Tí nữa mình sẽ sắp xếp vô xây dựng thành phố xe nha các bạn. Rồi, còn đây, à, đây là một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Chiếc xe cảnh sát này cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi, tiếp theo là chiếc xe này đi. À, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Đúng rồi, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát, có cái cần cẩu múc cát nè các bạn. Wow, đẹp quá ha. Cho qua một bên luôn. Rồi còn đây, đây là cái gì đây? À, đây là một cái tàu các bạn ơi. Tàu cao tốc là nhìn đẹp quá các bạn. Có cái mũi rất là nhọn luôn nè. Rồi, mình sẽ cho cái bạn này qua một bên luôn. Rồi, còn đây, đây là gì đây? À, đây là cũng là tàu cao tốc các bạn ơi. Tàu cao tốc này á, màu xanh nước biển và màu trắng nha. Mình sẽ để đây luôn. Đây là chiếc xe gì đây? À, đây là chiếc xe bus các bạn ơi. Xe bus màu đỏ, city bus. Rồi, cho để đây đi. Đây là chiếc gì đây? À, đây là máy bay trực thăng các bạn ơi. Máy bay trực thăng này màu xanh lá cây nha. Wow, có 4 cái cánh luôn nè các bạn. 4 cái cánh luôn. Rồi, cho bạn máy bay trực thăng này đậu ở đây đi. Các bạn ơi, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng với bạn Khủng Long xây dựng thành phố xe cho anh siêu nhân dạng rồi các bạn. Ở đây có rất là nhiều xe luôn nè. Đặc biệt là có bạn xe lửa Thomas nha các bạn. Xe lửa Thomas đang chở thêm một chiếc máy bay trực thăng nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ trời cũng đã chiều rồi. Mình cũng phải về nhà ăn cơm, học bài và làm bài tập nữa. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.